Hôm nay mình có dịp chia sẻ với anh em về việc mà thay cái logo vô lăng cho xe Innova này nha. Đây. Trong phòng anh đây. Thì trên Innova thì có cái logo vô lăng này các bạn. Thì sau khi một thời gian sử dụng thì nó bị chóc như vậy nè, chóc lớp xi bên ngoài ra. Sau một thời gian sử dụng thì nó chóc lớp xi bên ngoài ra. Vì vậy mà nhiều khi anh em mà mình đi mình lái xe mình thấy nó rất là khó chịu. Khó chịu con mắt của mình chứ nó cũng không ảnh hưởng gì hết á. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về việc thay cái logo, nhưng mà mình không cần phải tháo cái nắp còi này ra ngoài luôn nha các bạn. Mình không cần phải tháo nắp còi ra. Mình chỉ việc mà làm trực tiếp trên xe luôn nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn với các bạn về việc thay nó đây. Và chú ý gì? Nếu mà cái logo vô lăng này, nếu mà các bạn nào không biết thay á thì sẽ thay và hư cái nắp này nha. Có nghĩa là các bạn đút đồ vô các bạn nại nó sẽ bị hư cái nắp này đi. Thì rất là uổng nha các bạn. Thành ra là khi mà thay thì các bạn phải chú ý. Ở đây để mình chia sẻ với các bạn. Bạn thì cái rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần lấy một cây vít dẹp thôi, nhưng mà các bạn phải chú ý, hết sức chú ý là khi mà mình nại mình để vào như vậy thì nó rất là dễ bị chày cái vành phía dưới nha các bạn. Thành ra là khi mà các bạn làm thì các bạn phải thật khéo tay. Ở đây nó có một cái dấu để chúng ta đưa con vít vào để mà chúng ta cài các bạn. Nè ha, anh em cẩn thận nè. Đó, cẩn thận nè. Sau đó luồn con vít qua nè, anh em vợ tháo lên. Đây. Đó. Thì bây giờ mình đã lấy được cái logo ra ngoài rồi ha. Việc tiếp theo của chúng ta là chính là vệ sinh. Vệ sinh cái bề mặt này. Xong sau đó là bây giờ mình sẽ gắn này vào như thế nào. Như trước đó mình đã chia sẻ với anh em, thì khi mà gắn vào các anh em phải dùng cái mỏ hàn mà lả những cái chân như vậy thì nó mới chắc được. Nhưng mà hôm nay mình không tháo cái nắp này ra. Mình làm như thế nào đó để cho cái logo này gắn vào và không bao giờ rớt ra nha anh em. Đó, thì bây giờ nó dài lắm, anh em không thể nào mà gắn vô được đâu. Thành ra bây giờ mình phải cắt ngắn nó lại. Bạn thì bây giờ mà để mình gắn vào được thì mình phải cắt cho nó ngắn cái chân lơ của cái này lại nha. Quay gần ở đây Tâm. Thì bây giờ chúng ta sẽ cắt ngắn nó lại thì chúng ta mới gắn vào được nha. Đó. Này chúng ta chỉ làm như chứ mà để chúng ta khoan cái chân EV ra mà chúng ta thay thì nó hư mất cái nắp còi nha các bạn. Anh em làm khéo là nó hư á, còn cách này thì nó dễ chịu hơn nhiều. Thì đây. Mình chỉ việc cắt ngắn nó thôi. Đó. Dạy anh giờ. Đây cũng vậy. Đó. Cắt ngắn rồi. Đây bữa nào mình có dịp mình sẽ chia sẻ với các bạn về việc phân biệt logo nha. Nó phân biệt logo để chúng ta mới gắn được nha các bạn. Tại vì nó hiện tại trên thị trường nó có tới hai loại logo lận. Một logo sử dụng cho đời 2010 trở xuống. Còn 23, 24, 25 thì logo nó xài khác nha các bạn. Cả Camry, Fortuner. Đó. Thì chúng ta sẽ cắt ngắn những cái chân như vậy. Cắt ngắn chỗ này xíu nữa. Đó các bạn. Sau khi chúng ta cắt ngắn như vậy rồi thì mình gắn vào như vậy á thì nó sẽ rớt ra nha các bạn. Đây để mình ướm cho thử thôi. Đó. Như vậy thì các bạn nếu không dán lại các bạn đi một thời gian nó sẽ rớt ra. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ chích là nó một miếng keo 502 nha các bạn. Đây, các bạn chích ít thôi nha. Thì mình đảm bảo các bạn chích như vậy là không bao giờ bị rớt nha. Trước giờ mình làm rất là nhiều xe rồi. Phải nói là chưa có xe nào rơi ra đâu. Còn các bạn dùng keo con keo hai mặt hay là keo gì 3M gì đó, keo con rồng á thì cũng rớt ra thôi à. Thì bây giờ chỉ việc là ập chưa thôi. Quay cận ở đây Tân ơi. Đây. Rồi. Đấy các bạn, hiện tại thì mình đã gắn nó vào rồi đó các bạn. Đây. Đây các bạn, thì sau khi mình đã thay xong thì nó là như vậy nha. Nhìn nó được mắt hơn rồi đó nha các bạn. Chứ để thôi nhìn rất là khó chịu luôn á. Đây. Đây logo mới. Rồi. Như vậy là xong rồi đó. Vậy là xong rồi đó các bạn. Thì để mình dẫn các bạn vào trong xem hiện tại bên mình còn đang còn một số cái nắp túi khí ở phía trong nha các bạn. Đây. Đang đi vào. Đây thì mình cùng mời các bạn vào trong xem hiện tại bên mình đang còn một số cái logo nha. Như là nắp còi phía trong. Thì đó nó vô viên. Đây các bạn, thì hiện tại bên mình thì tại vì do đang xây dựng xưởng cho nên nó còn rất là bừa bộn nha.
Đó thì hiện tại bên mình cũng đang có sẵn một số hàng này của kể cả của Ford nữa. Đây các bạn, thì ở đây là những nắp của Toyota mà hiện tại mình đang có nè, kể cả đồng hồ Tablo và hộp đi. Đó. Đây là nắp mới hoàn toàn nha các bạn. Như hôm trước là mình đã có chia sẻ với các bạn rồi đó. Thì đây, kể cả logo luôn, để lâu quá nó hơi bụi nha các bạn. Đó. Nếu như mà như hồi nãy thì chúng ta phải lả cái mối như này. Tuy nhiên là mình làm như vậy thì nó cũng rất là chắc nha các bạn. Còn đây thì hiện tại bên mình còn rất là nhiều đồ Ford nữa. Đây, trong này là nắp của Ford nè các bạn. Mình chưa có mở ra cho các bạn xem. Đây là của Ford Everest nha các bạn. Đây là nắp của Ford Everest. Hàng về nó mà chưa có mở ra nữa. Để mình khui ra cho các bạn xem. Nắp của Ford Everest. Còn đây là một số nắp của Innova. Đó, Camry đời trước. Logo vô lăng. Hiện tại là bên mình còn khá nhiều. Còn số cái vô lăng. Đây, vô lăng thì trong này do là đang xây dựng xưởng bừa bộn, thành ra là chưa có trưng bày gì lên hết. Đây, trên này là một số cái vô lăng cũ nè. Đó, vô lăng hàng bãi nha, còn rất là đẹp. Rồi thì các bạn, cái việc mà mình hướng dẫn các bạn thay cái logo của cái nắp còi này á thì nó cũng đã xong rồi đó. Thì mong đây là một trong những chia sẻ của mình để giúp được các bạn thay thế nó nhanh hơn nha các bạn. Mình đảm bảo với các bạn rằng khi mà mình chích keo như vậy là sẽ không bao giờ rơi ra ngoài. Trước giờ mình làm rất là nhiều xe rồi, chưa có bị tình trạng nào rơi ra hết. Mình làm vậy nó vừa tiết kiệm thời gian cho mình và vừa đẹp nữa cho xe nữa. Nếu mà các bạn tháo ra mà các bạn khoan cái chốt IV như hôm trước mình làm á, thì mình làm như vậy thì nó sẽ rất là mất thời gian. Và nếu mà mình không thay nắp túi khí á, mình làm như vậy thì có thể là mình không biết thì mình sẽ làm hỏng cái nắp túi khí của mình nha các bạn. Cách này thì nó đơn giản và nhanh hơn nhiều. Tạm thời cho anh em đi được thời gian rất là lâu luôn á nha. Thì video này xin tạm dừng tại đây. Cũng rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.